sẽ làm nhiều kênh và nhiều tập nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mới tới kênh lần đầu nhấn vào nút đăng ký ủng hộ em nha cô chú anh chị. Đây thì cá chỉ có cá phi, cá chim thôi cô chú anh chị ạ. Phi, cá chim, trôi, mè. Đợt này xấu nhờ. Đợt này cá xấu rồi. Đứng với lại kia, cái đứng anh nhận nó mày à? Đứng gần gần nhau làm gì, yêu thương nhau gì đâu. Bật này lên, xuống tới đây rồi đấy. Con đây là 6 ném rồi. Anh lên. Dạ bao la. Bắt cá tư trước. Đúng rồi đó. Đi sao bắt đầu là môi à? Cứ bắt người ta móc luôn. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chúng tôi đây nói về à? Nào. Mình cứ đổ ra. Vinh là không lên. Đưa cái rổ cà phê ra luôn đây. Đó đi ngay. Cá mè ra đi. Trời má. Mày mở to lên cho tao. Nó hơi dài quá. Cháu bà chủ nói kinh vãi rồi. Bắt cá kia đi. Trước là thằng nào đi làm đó.
em. Má cá chim thì mấy chim mấy. Dã là chim có tột tay bò. Nếu mà là bắt đầu là chúng rất nhiều. Con đi lên. Bốn con đấy, cá hai ba ngàn đấy, bốn con. Lần mai bắt phát được cá không? Hả? Cá hai ba ngàn á. Tiên à, bắt bốn con từ đầu đến giờ mà. Đầu tiên đủ. Ai bảo ngu? Hả? Mì cá để bắt cá, mì cá để trả giá mà. Ngu xong rồi còn cãi nữa. Ai, nãy giờ bà xanh những người nhỏ đúng không nhỉ? Đó bắt ba con nhưng kiểu bác. Chắc cũng. Ừ rồi, tối nhau rồi. Đấy con đấy làm gì được. Ổn này mày chắc ăn hú lộ rồi. Ăn đổ này vừa. Cá mà mua 2-3 đồ đâu là trả cá rồi. Có vốn nữa mà để bán cặp cá. Ra con số đó không? Con số đó không? Con số đó không? Mới mua đất mà lo đéo này.